Flower Fields Accounts Park là địa điểm du xuân nổi tiếng vùng San Diego. Hàng năm, hàng trăm ngàn du khách ghé qua cánh đồng bất tận hoa này để đắm mình vào chốn bồng lai, nhất là vào dịp hoa nở rộ từ tháng 3 đến tháng 5. Chúng tôi đến thăm The Flower Fields hôm Chủ nhật, tuần cuối tháng 4. Nơi này cách Lê Đồ Sài Gòn khoảng 63 dặm nên lái xe mất 1 tiếng. Chúng tôi đi sớm để không bị kẹt xe. Đến nơi lúc 9 giờ sáng đã thấy nhiều người xếp hàng chờ vào cổng. Vì tuân thủ quy định giãn cách xã hội nên vườn hoa chỉ bán vé online. Thường cuối tuần khách rất đông nên có khi phải ghi danh trước vài tuần mới có suất. Các ngày trong tuần thì có nhiều giờ trống hơn. Vườn có nhiều tiểu cảnh sắp đặt đa dạng để du khách chụp hình hay check-in trên Facebook và Instagram. Vườn còn có nhiều loài chim thu hút sự thiếu kỳ của các bé thiếu nhi. Vườn hoa Cows Park có nhiều dịch vụ cho du khách. Điển hình là ngồi xe máy cày dạo quanh khuôn viên The Flower Fields rộng 50 mẫu. Giá vé là $6 một người. Chuyến xe dài 15 phút này chở khách vòng qua các hàng hoa muôn màu muôn vẻ được trồng thẳng tắp. Khi xe chở khách lên đồi, nhìn từ trên cao, cánh đồng bát ngát tựa như tấm thảm hoa sắc cầu vồng khổng lồ được tô điểm thêm phông nền là biển South Cows Back Stage. Mới đi tới đây. Rồi, tới lúc mấy giờ? Đây lần đầu tiên. Rồi. Tôi với bà xã đi chơi ngay chỗ này. Cảm giác của tôi là thấy bông hoa này nọ với cái thời tiết hôm nay rất đẹp. Rồi bữa nay là đi chụp hình là xuất sắc đó. Thích lắm. Bây giờ đi vòng vòng nó rất là đẹp, chụp hình hết trơn rồi. Cô thấy cái nào cũng đẹp hết, chỗ nào chụp hình thấy cũng đẹp hết, tại vì nó cũng giống giống nhau thôi đó. Nó cũng đẹp, cái nào bông nào mình thích là mình chụp, mà cái nào mình cũng thích hết. Lần đầu tiên nghe nó lâu rồi mà không có đi đâu có dịp. Kỳ này là tự mấy đứa cháu nè, nó mua trên online á. Có năm ngoái có đi lần rồi mà lên không vô, không được. Tại vì đi với bạn, không có chỗ đậu xe. Năm ngoái là đi dịp nào vậy cô? Cũng là mùa, không biết lúc đó là cũng là gần cỡ này nè. Mà lên không có đậu xe, thành ra đi về luôn. Càng về trưa, vườn hoa càng nhộn nhịp như chảy hội. Nhiều du khách phải xếp hàng để được vào các điểm chụp hình giữa cánh đồng. The Flower Fields thiết kế những điểm chụp hình tinh tế này để du khách có thể tạo nên những bức hình đắt giá, như thể họ đang bị những luống hoa thập diện mai phục giữa cánh rừng ngàn sắc rực rỡ. The Flower Fields Cows Park nổi tiếng với loài hoa mau lương, và hiện vườn có đến 16 màu khác nhau. Một cây mau lương có thể nở đến hàng chục bông đủ sắc sặc sỡ. Nhân viên thường hái những hoa mau lương đẹp nhất, tươi nhất để bán cho khách và cung cấp cho chợ và các tiệm hoa khắp nước Mỹ. Nơi đây còn có Master Garden với những loài hoa dại lộng lẫy được bố trí đẹp mắt để du khách chụp hình. Vườn còn có chỗ bán kem và đồ ăn nhẹ. Ở đây cũng có nhiều bàn ăn để du khách có thể vừa nghỉ chân, vừa hàn huyên, ngắm biển và hoa. Vườn hoa cũng có bán pizza, nơi lò lửa nướng bánh được thiết kế tựa như trên một toa xe. Vườn hoa Cows Park có khuôn viên để tổ chức sự kiện, các buổi tiệc và đám cưới với sức chứa lên tới 200 khách. The Flower Fields có khu vui chơi cho trẻ em như mê cung The Sweet Pea Maze, nơi vào dễ, khó ra. Vườn còn có Santa's Playground, nơi có cầu tuột và nhà chơi cho các em nhỏ từ 2 đến 12 tuổi. Trước khi ra về, quý khách có thể ghé quầy bán đồ lưu niệm để mua hoa tươi, áo t-shirt làm kỷ niệm. We don't have any questions.
Các loài hoa ở The Flower Fields có lịch sử gần 90 năm. Hoa mao lương được gia đình Frazee trồng vào năm 1933. Buổi sơ khai, hoa chỉ có vài màu. Nhưng đến những năm 1950, gia đình Frazee đã phát triển đến mười mấy màu hoa mao lương khác nhau. Năm 1993, The Flower Fields Carlsbad bắt đầu mở cửa đón du khách. Giá vé cho người lớn là 20 đô một người. Cao niên trên 60 tuổi là 18 đô. Trẻ em từ 3 đến 10 tuổi là 10 đô. Quý vị có thể vào trang web theflowerfields.com để đặt vé online.